Vạch mặt kẻ đâm lén, hạ độc thầy Thích Minh Tuệ, sức khỏe của thầy rất nguy kịch. Quý anh chị thân mến, vụ việc người đàn ông đi theo thầy Thích Minh Tuệ vừa tử vong còn chưa lắng xuống thì ngày 1 tháng 6, một tài khoản Facebook cá nhân có tên Vân Xến vừa đăng tải nội dung xin mọi người trong nhóm hãy chú ý tới đến đồ ăn thức uống vật dụng và nơi ngủ nghỉ của thầy. Hiện có kẻ đã pha thuốc độc vào nước uống rồi cúng dường cho thầy. Hai hôm nay, thầy đau bụng liên tục đi ngoài nên mất sức và gầy rộc đi nhiều. Cho nên nếu có thực sự thương thầy, xin hãy đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho thầy. Hiện bức ảnh đã thu hút hơn 4.000 lượt thích và rất nhiều bình luận. Hầu hết bày tỏ nỗi bức xúc và lo lắng. Tại sao lại độc ác như vậy? Hiện có rất nhiều thế lực tà ma làm phản lại thầy Minh Tuệ. Xin hãy thật cảnh giác và bảo vệ thầy đến cùng. Hy vọng thầy bình an vô sự và tiếp tục công cuộc tu luyện chân chính của mình. A-di-đà Phật. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định tính chính xác của thông tin này. Tuy nhiên, từ vụ việc một người đàn ông đi theo sư Minh Tuệ bị kiệt sức do sốc nhiệt, đột quỵ dẫn đến tử vong, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe khi đi bộ hành. Cụ thể, tối 30 tháng 5, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận bệnh nhân LTS, 47 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong, đang lưu lại nhà xác của bệnh viện, đợi người nhà làm thủ tục tiếp nhận. Ông S được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Được biết, ông S tham gia đoàn đi theo sư Thích Minh Tuệ cách đây ít ngày. Khi đoàn di chuyển đến qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông S ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Sau đó, ông S được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, ông S nhập viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Khi được các bác sĩ tập trung cứu chữa, mạch bệnh nhân đập trở lại nhưng vẫn phải thở máy. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân S được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Qua trường hợp tử vong do sốc nhiệt của người đàn ông nói trên, bác sĩ Nguyễn Duy Thạch cảnh báo tới mọi người trong mùa nắng nóng này, việc nhiều người dân hiếu kỳ đi theo những nhà sư bộ hành sẽ khiến họ ít thời gian nghỉ ngơi. Bởi chúng ta biết, khi một trạng thái khó chịu là một dạng stress và khi chúng ta stress thì cơ thể sẽ dễ tiết ra những hormone như cortisol và adrenaline, gây ra những hiện tượng như viêm loét dạ dày, tăng huyết áp, tăng đường huyết hoặc nó gây ra những tổn thương lên một số cơ quan. Về việc khi những người đi bộ hành tu tập đột ngột chuyển qua ăn một bữa một ngày, tùy vào ngưỡng thích nghi của mỗi người, đối với dinh dưỡng cân bằng và dinh dưỡng y học thì trung bình mỗi ngày chúng ta nên ăn 3 bữa chính, tùy vào mỗi người thì có thể ăn 1 đến 2 bữa phụ. Việc chuyển qua ăn một bữa, lúc này cơ thể chúng ta sẽ lấy những nguồn năng lượng dự trữ để sử dụng, tùy vào việc chúng ta dự trữ được bao nhiêu. Nếu như nguồn dự trữ này hết, sẽ phát sinh ra những dấu hiệu về thiếu vi chất, dẫn đến suy dinh dưỡng, suy kiệt, suy mòn. Một số người chuyển qua ăn một cử, giai đoạn đầu sẽ thấy có thể có khả năng thích nghi rất tốt. Tuy nhiên về lâu dài, khả năng này sẽ bắt đầu giảm dần và có những người không thích nghi được, đặc biệt là những người có bệnh lý nền. Về yếu tố nắng mưa khi đi bộ hành, như khi chúng ta đi dưới trời nắng, mồ hôi sẽ đổ ra và khi mất mồ hôi sẽ mất điện giải, gây rối loạn điện giải, hoặc đối với nhiệt độ cao thì mạch máu chúng ta sẽ giãn ra. Những trường hợp có túi phình hoặc những người có vấn đề tim mạch có thể dẫn đến biến cố. Đối với trường hợp trời mưa, lúc này cơ thể rất dễ bị nhiễm lạnh, đặc biệt những người đi bộ hành nắng mưa thay đổi liên tục, đột ngột sẽ gây ra những rối loạn sức khỏe về sau. Nói về yếu tố tâm lý, bác sĩ Hùng cho biết đây là yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những trường hợp khổ luyện hoặc trong những bối cảnh khắc nghiệt. Có nhiều trường hợp một thời gian rất dài, họ không ăn uống nhưng vẫn có thể tồn tại một khoảng thời gian rất lâu. Đó là do khả năng tâm lý và sự thích nghi của cơ thể. Cho nên,
Tôi nghĩ việc nhiều người muốn thích nghi giống sư Minh Tuệ là không nhiều, bởi hiện nay đã có những nghiên cứu cho thấy rằng nếu chúng ta nhịn ăn, có uống nước thì 4 tuần sau cơ thể sẽ bị suy kiệt. Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng cơ thể chúng ta không phải là vô hạn. Do đó, chúng ta nên nương theo sức khỏe của mình. Ví dụ mình cảm thấy bị mỏi mệt, cảm thấy bị viêm loét, trào ngược, chóng mặt, hoặc những trường hợp cảm thấy cơ thể tới ngưỡng đau khớp, đau cơ mà cứ tiếp tục thực hành, càng có chiều hướng xấu đi thì chúng ta nên dừng lại, bác sĩ Hùng chia sẻ. Như quý anh chị có thể thấy, sự thật về thầy Minh Tuệ vẫn còn nhiều bí ẩn, nhất là ngày càng có nhiều trang thông tin vì mục đích câu view, câu like mà đưa tin sai sự thật về thầy, đổi trắng thành đen, thậm chí vu oan, làm mất lòng tin của mọi người. Thế nhưng luật nhân quả sẽ không chừa một ai. Thầy Minh Tuệ chia sẻ, khi con người từng trải qua cảm giác chết đi sống lại mới ngộ ra nhiều điều. Con từng bị sét đánh, con cũng thấy rồi, thấy sự chết. Mình cảm giác mình ở một không gian trống rỗng, không có ai bên mình. Mình thấy nhưng họ không thấy mình. Khi đó mình xuất ra khỏi thân thể, xác họ khiêng đi, còn mình lơ lửng không biết đường đi lối lại. Mình thấy như thế, mình tưởng chết là hết, nhưng không phải. Cho nên còn sống nên tu tâm tích đức, làm việc thiện, chớ đặt điều nói xấu, đổ oan cho người khác, dễ mang nghiệp vào người. Khi trò chuyện và được hỏi thêm, thầy Minh Tuệ cũng thẳng thắn thành thật chia sẻ. Có người hỏi thầy, con muốn đi tu nhưng mà con thấy giữ được 13 hạnh đó rất là khó, vậy làm sao để giữ được các hạnh đó thưa thầy? Thầy nói, theo lời Phật dạy rồi mình tin tưởng làm theo. Nếu mà mình hành trì như thế này thì được thành quả buông bỏ, công đức của mình được an lạc hạnh phúc thì mới tiến lên được trí tuệ. Chứ mà không làm được thì mình không đạt được cái đấy. Mình kiên quyết đặt niềm tin ở Phật, làm theo lời Phật dạy, mình biết bỏ cái này sẽ đạt được cái khác, cái thành tựu to lớn hơn. Chẳng hạn như giờ con đi tu không phải để cầu danh cầu lợi, con đi làm theo lời Phật dạy để con được cái trí tuệ giải thoát, cầu quả trí tuệ ở Phật nên con mới quyết định con đi hành. Ngoài 13 hạnh đầu đà mà Phật còn dạy, hạnh nào nữa thì con vẫn nghe. Trong kinh sách Phật dạy, những gì là con làm theo cái đấy, con phát nguyện tu hạnh đầu đà, không những đời này mà nhiều đời nữa đến khi thành tựu quả trí tuệ thì thôi, phát tâm bồ đề, tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có người hỏi, con thì ngủ ở nhà cao cửa rộng có đèn sáng nhưng con vẫn sợ, nhưng thầy ngủ ngoài nghĩa địa, ngủ dưới gốc cây thì sao thầy không sợ? Thầy nói, con không có gì nữa nên con không sợ. Không sợ người ta lấy tiền bạc hay lấy vợ mình, tài sản, nhà cửa, xe, không canh mất cái gì cả. Còn mỗi cái mạng đây mà họ muốn giết thì cho họ giết. Có bộ y áo mà họ cần thiết lấy, họ vui vẻ thì mình cũng cho họ luôn. Mình không có gì nữa. Nếu mà mình còn tài sản nhiều, còn luyến ái nhiều thì nó khổ. Phật dạy là ái luyến sinh sầu âu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến sầu đâu sợ hãi, mình bỏ được cái ái thì mình không sợ nữa. Thầy nói về cách điều hòa thân tâm. Khi mà họ khen chê, bình thường mà trời đang nắng khát, ai cho một chai hai chai nước thì rất là quý. Nhưng mà khi mình đã có rồi, họ cho thêm thì nặng. Cái nhu cầu của mình không có mà mình ôm thêm thì là khổ. Nhưng mà mình vẫn biết như thế, họ cho cũng tốt đẹp. Hay là khi nắng quá, mình kham nhẫn cũng tốt đẹp, tập cân bằng được. Khi mà đi trên đường không ai cho cái gì thì lại nổi sân, hay cho nhiều quá cũng nổi sân, thì mình về, mình bắt đầu tập niệm điều hòa. Đó là cái mình đi trên đường để điều hòa thân tâm, để học được, chứ con ở thất, núi, hang thì không có, đi về không gặp ai thì đâu có chuyện này xảy ra. Và khi được hỏi, thưa thầy, con cúng dường cho thầy một tấm vải được không ạ? Thầy lại từ chối mà trả lời rằng, con xin nhận tấm lòng rồi hồi hướng công đức, chứ con không dùng áo của mọi người cho. Vải của con là nhặt ở ngoài đống rác, ngoài nghĩa địa, ngoài đường thì mới mặc được. Hạnh đầu đà của con thì mọi người hoan hỷ, mọi người đã phát tâm như thế thì đã cúng dường cho Phật Pháp Tăng rồi, đều được hồi hướng công đức. Con cũng xin nhận tấm lòng đó rồi hồi hướng cho mọi người được công đức.
còn lý do tại sao sư lại xưng hô với con bằng từ con, lẽ ra người xưng con phải là con với sư Minh Tuệ đây. Câu trả lời của thầy khiến mọi người đều sửng sốt. Con xưng con là vì con là một người nhỏ bé, con không phải là sư, không phải là thầy, con là một công dân Việt Nam học theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Con mong cho anh sau này thành Phật để con được đi theo, con học tại, vì bây giờ có thể anh chưa tu hành, nhưng mà mai mốt anh lại tu hành thành Phật sớm cũng nên. Vì vậy kêu như thế cũng không ảnh hưởng gì cả, như là một lời mong muốn. Anh có thể xứng đáng, không được thành Phật thì cũng thành vị sư, vị thầy giỏi hơn con để con được đi theo con học. Mỗi người đều có một căn duyên, có một số phận, không phải ai cũng giống ai cả. Có người thì người ta hướng tới xây chùa để người ta giảng, hỗ trợ cho Phật tử nhiều hơn. Có người thì hướng đến con đường rừng núi hay là sống lang thang độc cư một mình, không ai giống ai. Trên thế giới này tùy theo căn duyên thôi. Vị nào muốn học như thế nào thì học, hay là thực hiện theo ý nguyện của họ, chứ mình không bắt họ thế này thế kia. Vậy thầy có chịu trách nhiệm với những ai tự nguyện đi theo hay không? Thầy nói, con cho họ đi theo, lỡ họ mắc bệnh hay là bị đau chết thì họ tự chịu. Việc của họ đi là tự nguyện, con không có đuổi. Mình làm cái gì là tự nhân quả của mình. Tự mình tu hành theo lời Phật dạy thì mình cứ chấp nhận, đi được thì quyền của họ, tự họ muốn thì cứ đi, tại vì đường cũng không của riêng ai, Phật Pháp, Đức Phật cũng không của riêng ai cả, mà nhân loại. Những lời dạy đó ai muốn học thì học, Phật Pháp không phải của giáo hội, không phải của riêng Việt Nam, ai muốn học thì cứ học, quyền tự do. Bàn về việc ngồi thiền càng bị bệnh. Thầy giải thích, ngồi thiền nếu mà đau đớn quá, càng cố ngồi mà càng bệnh tật thì không nên thiền. Ngồi thiền mà làm ít bệnh tật, ít đau đớn mà vượt qua được thì nên ngồi mà học tập. Tại vì thiền liên quan đến giới định, giờ mà càng ngồi thiền càng bệnh là do giới định chưa nghiêm chỉnh. Mình học tập giới đã, làm điều thiện đã, khi mà học tập giới nghiêm chỉnh rồi mà cảm thọ đau thì mình chiến thắng được bệnh tật thì mình nên làm, còn mình không chiến thắng được thì mình không nên làm, tùy theo trường hợp mà làm. Cũng có nhiều người hỏi tại sao thầy không đọc chú Đại Bi. Thầy trả lời, con không đọc chú Đại Bi vì cái đó không phải là pháp hành. Chú Đại Bi chẳng hạn như họ đọc lên để với mục đích làm gì? Tại vì để trừ tà hay trừ ma trừ quỷ, để cho mình được an ổn. Chẳng hạn như giờ con thấy một con quỷ ở đó, tới đọc thần chú để hại nó, để mình được an ổn thì mình độc ác quá. Mà từ bi, mình hại họ, mình đuổi họ đi để mình được an ổn thì đâu có được. Chẳng hạn như con quỷ nó nói tôi muốn giết ông, không cho ông sống nữa, thì nếu mình có câu thần chú đó, mình cũng không đọc. Nếu mình đọc cho con quỷ đó chết mà mình sống thì không gọi là từ bi nữa, nếu nó giết được thì cho nó giết. Vậy trong lúc ngủ ngồi hay thiền định, thầy có nằm mơ hay thấy cảnh tiên gì không? Cảnh thần tiên thì con vẫn chưa thoát khỏi phàm phu được, chưa giải thoát được, vẫn bị giấc mơ chi phối. Nhưng không phải mơ ác mộng mơ mà là mơ an lạc, nhưng mà mình cũng không thích, mình chán, mình mong đừng có mơ nữa, tại vì mơ đó là cái lạc, cái đó phải bỏ, cái khổ cũng bỏ mà lạc cũng bỏ, vì như thế mới giải thoát nỗi khổ chứ không là khó lắm. Đi tu như này rất khó, đầu tiên là cái gian nan, mình chịu không nổi, nó đau, nó sốt, nó cảm, nó đổ bệnh, nghiệp trong thân nó ra, khi đó mình phải học tập, không dễ đâu, nhưng con nghe theo Phật, Phật dạy là không thất bại. Ngày xưa, con đi lên núi Hòn Sơn ở An Giang, ở trên đó kêu, có một thầy tu mấy chục năm nhưng không chịu nổi dâm dục, mỗi lần khởi lên khổ cho ông quá. Ông cắt luôn cơ quan dâm dục nhưng vô tình cắt sát quá mà không cứu được nên chết. Người như thế có quyết tâm vượt khỏi nghiệp lực, họ sẵn sàng hy sinh nhưng vẫn không vượt qua được, cạm bẫy này rất khó để vượt qua. Cuối cùng, thầy nói vì sự khen chê khi thầy đi khổ hạnh, đi trên đường họ chửi nhưng mà con im lặng, họ khen chê gì con cũng thế, chê khen gì cũng bình thường, tại vì khen mình cũng chả được cái gì, họ chửi mình rồi cũng đi qua. Trên đường có nhiều người có duyên thì họ bố thí, đó là công đức của họ. Nói chung là duyên nhân quả, họ hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc.
Nhưng con thấy khi người ta chửi thì không được như cho cái gì đó. Khi cho họ cười vui hớn hở, còn khi chửi thì toàn đỏ mặt với cao có không à. Hai cái trạng thái đó, con thấy nên ở trạng thái cười vui vẻ tốt hơn. Qua câu trả lời của thầy Minh Tuệ, chúng ta có thể thấy được rõ hơn về vị sư tu chân chính này. Ít ai có đủ can đảm mà theo gót thầy kiên trì đến tận 6 năm khổ hạnh, cho nên chỉ mong thầy đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình tìm về Đức Phật. Quý anh chị thân mến, nhiều người nói thời kỳ này là thời mạt pháp, thế nhưng theo thầy Minh Tuệ, đây không phải là thời mạt pháp, đây là thời kỳ tưởng pháp. Nên có cả các tu pháp môn 37 phẩm đạo. Đến thời mạt pháp thì không có gì nữa cả, không có pháp nữa. Lúc đấy không có ai biết tu, không có thiền, không có pháp nữa. Khi đó có ba trung kiếp cao binh, trung kiếp bệnh tật, trung kiếp đói khát, không có một chữ thiền nữa. Ở hiện tại, tu tịnh độ niệm Phật có phải là con đường dễ nhất không? Tùy theo, người này cho niệm Phật là dễ, người kia tu Nam Tông, Bắc Tông là dễ, tùy theo căn cơ của họ. Chẳng hạn đi học có 12 môn toán lý hóa ấy, có ông này cho môn này là dễ, môn khác là khó. Cho nên tùy theo cơ duyên, nếu thuận duyên thì là dễ, cho nên mình không thể nào nói cái này dễ, cái này khó. Nói về việc ăn chay, cho dù Phật có nói là tùy chúng sinh, nhưng mà mình từ bi rồi thì nên ăn chay, đừng ăn mặn nữa. Con thấy ăn chay mình sống tốt mà, đâu phải cứ ăn mặn là ngon đâu. Con thì ngày xưa, một số động vật con vẫn dùng, nhưng mà một thời gian sau, con không ăn động vật nữa, sữa bò cũng không uống nữa. Mặc dù không liên quan đến sát sanh, nhưng mà khi con nhìn thấy mấy con bò con, thấy nó vẫn còn hung hãn quá, vẫn còn dùng sữa của nó, con thấy tâm bất tịnh, thôi con không uống sữa nữa, nên nó cũng từ bi với mình. Ví dụ như, sữa bò thì nó dùng để nuôi con bò, bò sữa thì không nuôi con nhưng cũng có liên quan đến thức ăn của nó sợ mình uống sữa rồi không nên. Ngày xưa trong kinh các vị A-la-hán, người ta cũng thịt hổ ăn rồi vào trong rừng thì bị hổ ăn. Phật cấm không được ăn thịt sư tử kẻo bị sư tử ăn, ăn thịt chó thì bị chó cắn, ăn rắn thì bị rắn cắn, nên mình không ăn nữa nhân quả cả. Hay nói về địa ngục có cảnh giới địa ngục, do nhân duyên, tâm của người này làm ác dẫn đến địa ngục. Khi tái sanh thì không còn địa ngục nữa. Địa ngục chỉ mở ra khi mình sát sanh trộm cắp, làm điều ác thì hiện tại mình đã sống khổ rồi, mà khi chết lại tái sanh vào cảnh giới địa ngục đó. Địa ngục nó là một cảnh giới, cũng như cảnh giới người hay cảnh giới súc sanh, cảnh giới chư thiên, ngạ quỷ. Cảnh giới địa ngục thì mình không nhìn thấy được. Mình chỉ nhìn được cảnh giới con người, cây cỏ và súc sanh, còn các cảnh giới khác thì mình không thấy. Ví dụ do nhân duyên nào thì mở ra cảnh giới đó, địa ngục hay niết bàn đều có, tùy vào mỗi người sẽ nhìn thấy mỗi cảnh giới khác nhau. Như Phật Thích Ca, bậc A-la-hán thì ở cảnh giới niết bàn, còn Đề Đà Đạt Đa đang ở cảnh giới địa ngục. Có người thấy nhiều cảnh giới, có người thì thấy được một cảnh giới, có cả cái không ở trong đó. Nhiều người làm ăn chân chính hiền lành thì lại gặp những điều không hay tới, là do nhân quả đời trước họ đang có. Khi làm người ác, chẳng hạn có một người ở trong nhà có 2 tỷ bạc, nó đang sẵn có ở trong nhà, giờ người đó ra đốt nhà người ta. Mình làm ác nhưng mà 2 tỷ ở nhà vẫn chưa hết, phước báo đó vẫn chưa hết. Khi phước báo hết, nó mới xảy tới điều không hay. Còn người mà làm thiện, do đời này làm thiện nhưng đời trước lại làm ác, cái ác đó vẫn còn, tiêu tan chưa hết, phải chờ hết cái ác đó đã rồi, phước báo nó mới tới, mới hưởng được. Chẳng hạn như một vị vua nọ làm ác, nhưng họ có nhiều tài sản, họ vui chơi hưởng lạc, đến khi họ hết phước báo rồi mới bị. Cho nên mặc dù họ làm ác, nhưng đang hưởng phước báo đời trước, còn việc thiện mình đang làm thì cái quả nó chưa trổ ra được vì cái ác đời trước đang có. Còn khi mình mất năng lượng ở trong tâm, tâm mình nó không còn hoan hỷ nữa, thì phải làm sao cho tâm an hơn? Thầy, vậy thì mình phải sống từ bi, bố thí với mọi người, thương mọi chúng sanh và giữ giới. Học tứ niệm xứ, tu thiền, đọc kinh Nikaya, trong đó có kinh Trung Bộ, đọc bài số 10.
học giữ giới, học tu hành, an trú tứ niệm xứ, quán niệm bồ đề tâm, làm lợi ích cho mọi người là được. Nói chung là nghe tất cả các kinh sách đại thừa nghe cả, tiểu bộ trung bộ nghe hết, không nghe kinh tụng mà nghe kinh Bát Nhã, nghe hết rồi mình tự tu hành tại gia, tập ngồi thiền, tập hơi thở, tập dần. Muốn có định phải giữ giới và tu thiền, sẽ có trí tuệ và hạnh phúc. Đến đây, quý anh chị cũng chiêm nghiệm được nhiều ý nghĩa giá trị cuộc sống này. Hy vọng qua video ngày hôm nay, anh chị chúng ta đã có thêm nhiều kiến thức sống lành mạnh để giúp không chỉ là mình và cả những người thân yêu trong gia đình cùng sống vui khỏe mỗi ngày nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo.